thành phố Hồ Chí Minh đã có vitamin A liều cao cho trẻ. Sau hơn một tuần tạm hoãn chương trình uống vitamin A liều cao đợt 2 năm 2022 cho trẻ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn chuẩn bị triển khai chiến dịch này. Ngày 10 tháng 12, HCDC cho biết đơn vị vừa ban hành công văn về việc triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao đợt 2 năm nay. Theo đó, HCDC cho biết các đơn vị liên quan đến nhận vitamin A vào ngày 14 tháng 12 để chuẩn bị triển khai chiến dịch. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 12, dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi chưa uống bổ sung vitamin A liều cao trong tháng 12. Cùng với đó, các địa phương cũng tổ chức bổ sung vitamin A thường xuyên, không theo chiến dịch cho các bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng và trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao thiếu vitamin A, như là tiêu chảy kéo dài, trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, nhiễm khuẩn hô hấp, trẻ bị sởi. HCDC đề nghị các địa phương tùy theo điều kiện để có thể tổ chức cho trẻ uống vitamin A tại nhiều địa điểm, khu dân cư, tổ chức triển khai chiến dịch một cách phù hợp, đảm bảo đủ cơ số thuốc, an toàn, hợp vệ sinh và theo hướng dẫn chuyên môn. Chiến dịch uống vitamin A liều cao được Bộ Y tế tổ chức hàng năm vào các ngày 1-2 tháng 6 và 1-2 tháng 12 cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi. Bổ sung vitamin A liều cao là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm giúp phòng chống các bệnh về mắt do thiếu vitamin A cũng như tăng sức đề kháng và giúp trẻ tăng trưởng tốt. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.